Hiếu Phan Blog gửi lời chào thân yêu đến với cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước à. Thì video này Hiếu xin chia sẻ cái diễn biến của đập Tam Hiệp. Như quý vị cũng đã biết, đập Tam Hiệp nằm ở trên con sông Dương Tử, nhưng mà sau nhiều ngày mưa lũ xối xả ở Trung Quốc đã làm một đoạn đê ở trên con sông Dương Tử này bị vỡ. Thì đoạn đê này dài khoảng 50 m đã vỡ vào buổi tối ngày 8 tháng 7 lúc 8 giờ 35 sau nhiều ngày mưa lũ lớn ở Trung Quốc đã khiến cho 9.000 dân phải sơ tán, thưa quý vị. Thì cũng theo Tân Hoa Xã đã đưa tin, vỡ đê đã ảnh hưởng đến 1.000 hecta đất nông nghiệp ở vùng trũng. Và cũng theo văn phòng tài nguyên nước của huyện Phiên Dương, không có thiệt hại về người, hơn 600 người đã được huy động gấp rút để giải cứu. Thì đến 1 giờ sáng ngày 9 tháng 7, mực nước vẫn dâng cao, ngập lụt toàn bộ đất nông nghiệp của làng Giao Cao gần đó. Thì trong cái diễn biến khác, thì hôm ngày 8 tháng 7 thì Trung Quốc cũng yêu cầu thực hiện nghiêm lệnh cấm đánh bắt cá trong cái lưu vực sông Dương Tử và đảm bảo sinh kế của ngư dân khi mà bị ảnh hưởng. Thì cũng theo thông tư của văn phòng hội đồng nhà nước, vì cái lệnh cấm đánh bắt cá trong cái lưu vực sông Dương Tử là một cái biện pháp quan trọng để bảo vệ cái dòng sông và cải thiện cái môi trường sinh thái, thì chính quyền địa phương và các bộ phận liên quan cũng cần đưa ra các cái chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện. Thông tư này cho biết thì chính quyền địa phương nên lập lên một cái kế hoạch mục tiêu để di dời ngư dân và giúp họ tìm được việc làm mới, đồng thời cũng tăng quỹ tài chính để đảm bảo trợ cấp cho người bị ảnh hưởng, thưa quý vị. Thì họ cũng nên thực hiện các cái chiến dịch đặc biệt để trấn áp đánh bắt cá bất hợp pháp dọc cái bờ sông Dương Tử. Thì Trung Quốc bắt đầu có một cái lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài 10 năm kể từ đầu năm nay tại 332 khu vực bảo tồn trong cái lưu vực sông Dương Tử. Thì lệnh cấm đã được mở rộng ra tất cả các cái tuyến đường thủy tự nhiên của con sông dài nhất Trung Quốc và các cái nhánh chính của nó trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thì lệnh cấm đánh bắt cá toàn diện có khả năng ảnh hưởng đến hơn 113.000 tàu cá và gần 280.000 ngư dân ở 10 cái khu vực cấp tỉnh dọc theo sông. Theo ước tính trước đó, thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết rồi, để đập Tam Hiệp hiện giờ rất là nguy hiểm và được dư luận rất là quan tâm, đặc biệt là người dân Trung Quốc. Những cái hộ dân mà sống ở cái vùng trũng đó, quý vị, thì hiện giờ chính quyền Trung Quốc cũng đã huy động lực lượng đến để di dời đi nơi khác. Sau những ngày mưa lũ thì sông Dương Tử đã bị vỡ đê và 9.000 hộ dân cũng được sơ tán gấp. Trên màn ảnh quý vị có thể thấy là cái đê nó bị vỡ và người dân đang đứng xem là cái dòng nước chảy như thế nào. Và thưa quý vị, là cá rất là nhiều. Như quý vị cũng đã biết, đập Tam Hiệp cá rất là nhiều, mà cá thì rất là lớn nữa, cho nên là khi mà xả lũ như thế thì người dân đã ùn kéo đến để đánh bắt. Và chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm khai thác cá ở trên cái con sông này để bảo vệ cho cái đời sống của nhân dân được tốt hơn. Thì chính quyền Trung Quốc cũng đã ra quyết định là tìm những cái công việc mới để cho người dân làm, không nên đi đánh bắt cá trong cái sự nguy hiểm mà trực chờ, đó là cái đập Tam Hiệp. Cái đập này mà khi mà cái lượng nước quá nhiều, quá tải thì cái nguy cơ đập vỡ là có thể xảy ra, thưa quý vị, cực kỳ nguy hiểm luôn. Cho nên là dư luận hiện giờ rất là quan tâm đối với con đập này. Trên màn hình quý vị có thể thấy đây là những con cá ở trên cái dòng sông Dương Tử mà người dân đã đánh bắt được, thưa quý vị. Video đến đây Hiếu xin tạm dừng. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho Hiếu ạ. Hiếu xin kính chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, ấm no và hạnh phúc. Và bây giờ xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại video tiếp theo. Hãy để lại một đăng ký ủng hộ cho Hiếu nhé. Xin cảm ơn ạ.